Cô dâu bất đắc dĩ. Tác giả Vũ Ngọc Hương. Tập 3. Gõ cửa phòng 1901, trên cửa đề cái bảng tên đáng ghét kia: Lâm Linh Sang, giám đốc bộ phận nhân sự. Quyền nói: Linh Sang, tôi đến rồi đây. Quyền đang là chị dâu của cô ta, dù có ghét Quyền thì cô ta cũng nên biết giữ vài vế. Chị dâu đi. Âm giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên. Quyền đẩy cửa bước vào, ấn tượng trước căn phòng làm việc trước mặt. Tông màu pastel xanh dương nhẹ nhàng, thơm lừng cái mùi quải hương, đúng chuẩn một sếp nữ. Luân Sang có một xuất phát điểm không có may mắn, nhưng có thể nào vận may vẫn cứ mỉm cười với cô ta. Chị khép cửa lại đi, tiểu thư mà không có được học phép tắc hay sao? Âm giọng mỉa mai của cô ta vang lên. Quyền cứng giọng đáp: Tôi không có muốn người ngoài nghĩ chúng ta có gì khuất tức, tốt hơn cứ để cửa mở đi. Hay cô có gì cần giấu giếm? Linh Sang cứng họng, hai gò má hơi đỏ lên. Cô ta cũng đành thôi trước cái lý lẽ của Quyên. Bước ra bộ sofa da mềm đồng màu với căn phòng, cô ta ngẩng lên nói với Quyên: Chị ngồi xuống đây, tôi có việc cần trao đổi. Cô nói đi. Quyên ngồi xuống đối diện với Linh Sang, cô ta nhún vai: Cho đến sáng nay, tôi vẫn chưa có nhận được hồ sơ xin việc của chị. Quy tắc của công ty ai cũng cần phải nộp hồ sơ, không chỉ để làm hợp đồng, còn kiểm tra sức khỏe, đóng bảo hiểm. Trên hết, phải đề phòng kẻ gian ăn trộm ăn cắp. Cô ta vừa nói vừa trừng mắt nhìn Quyên, đã sớm chuẩn bị tâm lý bị ép nộp hồ sơ. Quyên nhún vai đáp: Tôi vào đây làm phụ chồng tôi, không có cần hợp đồng, không cần đóng bảo hiểm. Anh ấy đã đồng ý, có gì cô cứ trao đổi với anh ấy đi. Người như Lâm Đạt nhất định nói một là một, hai là hai, tuyệt đối không có hai lời, cũng như việc anh ta hứa với Linh Sang sẽ không làm gì có lỗi với cô ta. Chị Quyên, hay chị có cái gì che giấu mà không dám nộp hồ sơ? Hay bằng cấp của một tiểu thư ở nước Anh xa xôi chỉ là tấm bằng ảo vô tri, vô giá trị? Linh Sang thủng thẳng nói, thái độ mỉa mai. Quyên sững sờ, hai mắt khẽ trao nhìn cô ta. Thì ra Linh Sang không biết Quyên là kẻ giả mạo, cũng có nghĩa Lâm Đạt không có chia sẻ cái việc này với cô ta. Trái tim trong lồng ngực đập như trống trận, Quyên cũng không rõ mình đang cảm thấy thế nào, chỉ biết nhất định phải che giấu thân phận của mình thật tốt. Trước đứa con gái ghê gớm này, cô ta có thể ngọt ngào với tất cả mọi người, nhưng trước Quyên, cô ta chính là kẻ đáng sợ nhất. Liệu có ai yêu thương được tình địch của mình không? Tốt nghiệp đại học danh tiếng tại Vương quốc Anh mà chấp nhận làm chân trực điện thoại, thiệt là giỏi khoe mẽ mà. Linh Sang muốn cho Quyên xấu hổ, ép cô nộp hồ sơ bằng được với mục đích phanh phui trình độ của cô, hoàn toàn không nghi ngờ Quyên là Trần Hoài Phương giả mạo. Có lẽ cô ta tin Lâm Đạt không có ngu ngốc mà cưới một tiểu thư dỏm như cô, cho nên không có đặt ra giả thiết này. Cô ta trực tiếp tỏ thái độ ghét bỏ Quyên. Cũng có nghĩa cô ta không có sợ Quyên tung hô chuyện tình cảm của cô ta và Lâm Đạt. Có khi nào chính Lâm Đạt không có muốn công khai với cô ta, chứ không phải chiều ngược lại. Tại sao anh ta lại làm vậy chứ? Cảm giác nhẹ nhõm khó giải thích dâng đầy trong tâm trí. Quyên cười đắc ý. Cô không biết câu muốn lên nơi cao nhất phải chấp nhận bước từ chỗ thấp à? Linh Sang trừng mắt trước vẻ tự tin cùng lì lợm ngoài dự đoán của cô ta về Quyên. Có khi nào cô ta từng nghe tin về một Trần Hoài Phương liều yếu đào tơ không? Một con người sống trong nhung lụa bao bọc, so với một kẻ sức đầu mẻ tráng dành cái miếng ăn với đời, liệu có thể nào phản ứng giống nhau được không? Trần Hoài Phương, cô đừng có mà đắc ý. Lâm Đạt cưới cô cũng chỉ vì mẹ anh ấy thôi. Nếu không vì mẹ, cô nghĩ anh ấy cần cái mác Hải Thành bây giờ chỉ còn là một con hổ giấy nhà cô sao? Đúng là con hổ giấy mà, đến đứa con gái cũng không biết dạy cho cẩn thận.
Quyền há miệng trước thái độ sất láo của cô em chồng. Cô ta thẳng thắn không thèm gọi Quyền là chị, gầy gớm thiệt. Nhưng trên hết, thông tin cô ta nói làm Quyền chấn động vì bà Huệ mà Lâm Đạt quyết định cưới Trần Hoài Phương, chứ không phải chỉ cần một lớp vỏ hôn nhân che giấu mối tình với cô em gái Linh Sang sao? Linh Sang nhếch miệng nói tiếp những lời làm Quyền vừa nóng mặt lại vừa nghẹn nghẹn trong cổ họng. Anh Đạt một lòng một dạ vì ai chắc cô cũng đã rõ. Ở bên cô, nhưng anh ấy không có thèm làm gì cô đâu. Hả? Đúng không? Ấm ức không hả? Tiểu thư hổ giấy. Được, là cô ta cố tình chọc Quyền đó nghe. Trong người như bị lửa thiêu ngùn ngục, Quyền nín cơn tức giận cùng nhục nhã, miếm môi cười lạnh. Cô ngây thơ quá rồi đó. Cô đã nghe câu không có con mèo nào chê cá chưa? Quyền vừa mới dứt lời, gương mặt của Linh Sang lập tức chuyển màu trắng bệch. Hai mắt của Quyền đanh lại, không bỏ sót bất cứ một biểu hiện nào của kẻ đáng ghét trước mặt. Vẻ đau đớn thẫn thờ của Linh Sang cứ như thể cô ta là chính thê bị tiểu tam giật chồng vậy. Hả hê chưa được bao lâu, nỗi lo Lâm Đạt trừng phạt vì làm cô nhân tình của anh ta tức dối, giận hờn ập tới. Quyền thoáng giật mình, hình như cô vừa mới tự đưa mình vào họng súng rồi. Đứng bật dậy, Quyền nghiêm giọng. Hồ sơ của tôi, cô cứ hỏi chồng tôi về phòng làm việc đây. Quyền xoay người bước nhanh, mặc kệ kẻ vẫn còn bị cơn ghen tuông làm cho say sẩm đến kinh hoàng kia, ngồi lặng một chỗ. Linh Sang tin tưởng Lâm Đạt 100% là sự thật, và anh ta cũng hoàn toàn xứng đáng với lòng tin, với tình yêu của cô ta hơn bao giờ hết. Chứng kiến cái cơn đau đớn của cô ta, không hiểu sao trái tim Quyên lại vô thức nhói lên từng hồi. Cứ nghĩ làm cô ta ghen tuông, Quyên sẽ vui vẻ, lòng sẽ nhẹ tin. Nào ngờ, cô ghen. Có thế nào cô cũng vẫn cứ ghen với cô ta mà không thể bắt bản thân ngừng lại. Những lời bịa đặt của Quyên chỉ thể hiện một sự bất lực, một lời tuyên bố thua cuộc rõ ràng nhất đến cô ta mà thôi. Em có khỏe không? Nhìn em hơi bị xanh đó. Âm giọng quan tâm của Phạm Hoàng Hải vang lên bên tai. Quyên giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn, gượng cười ngẩng lên nhìn anh ta. Em không sao, cảm ơn anh. Nếu em cảm thấy không có khỏe thì cứ về nghỉ ngơi, không có sao cả. Quyên mím môi khẽ gật đầu, cố gắng tập trung vào tập tài liệu trước mặt. Nói thì cũng đã nói rồi, ai kêu Linh Sang chọc cô điên lên chứ. Hơn nữa, Quyên cũng chỉ nói du dơ, tì của ta muốn hiểu thế nào thì hiểu. Bữa trưa, Lâm Đạt nhắn Quyên xuống sảnh, thoáng thấy Quyên, hàng lông mày rậm trao lại. Anh ta lập tức xoay người, Quyên đành lập cập bước theo anh ta qua dãy hành lang. Trong lòng lo thon thót, anh ta dừng chân trước một khu nhà ăn gác gạch trắng tinh của tòa trụ sở Mạnh Phát. Đạt bước vào khu ăn VIP, Quyền nghiễm nhiên được theo anh ta vào đó. Đồ ăn khu này được nhân viên phục vụ tận nơi. Mở nắp hộp cơm, những món ngon lành ở bên trong quả thật hấp dẫn người nhìn. Có điều trước gương mặt lạnh lùng như băng đối diện với Quyền bây giờ, quả tình Quyền ăn cũng không thấy ngon miệng. Cô giỏi lắm. Tông giọng mỉa mai, Tâm Đạt bất ngờ khen điểu Quyền một câu. Đúng lúc Quyên nuốt miếng canh làm cho cô sặc đến phát ho, cái mặt cô đỏ lên vì sặc, chắc hẳn nhìn đáng ghét vô cùng. Sâu trong lòng, Quyên sợ đến phát run, lỡ như Lâm Đạt tức giận, tung hô Quyên là Trần Hoài Phương giả mạo, hậu quả sẽ như thế nào? Quyên đúng là cái miệng làm hại cái thân, bản thân đã như cá nằm trên thớt, còn dám chọc ghẹo kẻ cầm dao, quá sức liều mạng rồi. Đạt lừ mắt không nói thêm câu gì, chỉ cần vậy thôi, Quyên dỗ dỗ ngực, cơ mặt giãn ra, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lâm Đạt tha cho cái mỏ hổn của Quyên rồi, có đúng không? Chắc hẳn Linh Sang trách móc chất vấn Đạt, nhưng anh ta đủ khả năng làm cô ta tin tưởng. Tình yêu của họ có thế nào cũng thật đáng ngưỡng mộ. Nghĩ vậy, Quyên có muốn nuốt thêm cũng không sao nuốt nổi, đành đặt cái muỗng xuống. Suất cơm đắt giá vẫn còn hơn một nửa. Ăn thêm đi, ốm như con cá mắm gì đó.
Một câu quan tâm của kẻ lạnh băng ngồi đối diện làm hai mắt của Quyên tròn xe, cứ trân trân nhìn anh ta, nhất thời không có nổi cáu câu gì. Không phải anh ta đang ghét cô đến hất nước đổ đi sao? Trở về phòng làm việc, mọi chuyện xảy ra cứ rối như tơ vò. Chuyện Lâm Đạt không có thực sự tức giận, chuyện Linh Sang không biết Quyên là Trần Hoài Phương giả, chuyện cô ta khao khát Đạt công khai mối quan hệ đến mức thẳng thắn tuyên chiến với Quyên. Tất cả đều khiến cô không có lời giải đáp nào hợp tình hợp lý. Thở hắt ra một hơi. Thôi, đừng có nghĩ nữa, tập trung mà làm việc. Cuối giờ chiều, chị phó phòng sai mấy cái việc giặt nên Quyên trở thành người về trễ nhất phòng. Đã gần 6 giờ rồi, phải nhanh một chút mới kịp bữa tối. Vội vã xếp đồ vào túi sách, lòng Quyên hồi hộp nghĩ đến bữa tối này. Lâm Đạt sẽ về ăn cùng cô, anh ta không có chữa lại lời. Nhất định tối nay sẽ về. Chuyện Lâm Đạt yêu Linh Sang chính miệng Đạt chưa từng thừa nhận, cũng không chọn cô ta làm vợ, lại chứng kiến việc Linh Sang ghen tuông đến điên loạn mà bất chấp đạo lý trước Quyên. Tự nhiên, Quyên lại cảm thấy dù chỉ một tia hy vọng cũng đừng có bỏ cuộc. Không hẳn là tranh giành, mà chỉ đơn giản là Quyên muốn mang niềm vui đến cho Đạt. Chưa kịp đưa túi sách lên vai, âm giọng phụ nữ quen quen vang lên. Phương nè, em định về bây giờ phải không? Có người ở tổ kỹ thuật nhờ chúng ta đưa cho họ cái tập hợp thắc mắc của khách hàng hôm nay. Chị đã tổng hợp lại đây rồi, em mang xuống xưởng cho họ xem rồi hãy về ngang. Chị Ánh, phó phòng trực điện thoại, đưa vào tay Quyên một tờ giấy A4 viết tay. Hằng ngày, các nhân viên trực điện thoại đều ghi lại nội dung rồi phân loại để đưa thắc mắc của khách hàng đến đúng bộ phận xử lý. Nhìn về bàn trưởng phòng trống không, Hải đã về rồi. Quyên muốn hỏi ý anh ta trước khi nhận việc, nhưng lại đành thôi. Chiều nay, Ánh đã sai Quyên làm khá nhiều việc, đến tận lúc này vẫn còn tranh thủ giao phó. Thân là nhân viên, Quyên có muốn từ chối việc chị ta giao cũng không tiện. Cuối cùng nhận lấy. Em đem xuống đâu vậy chị? Phòng A365 thuộc phân xưởng 36. Em cứ xuống khu nhà xưởng ở phía sau tòa nhà trụ sở. Có bản đồ chỉ dẫn dễ hiểu lắm. Làm cho quen dần đi em nha. Quyên mỉm cười nhận việc. Đã đi làm sao có thể trốn việc chứ? Cũng chỉ là đưa tài liệu đến bộ phận thôi mà. Một nam công nhân trẻ đi ngược chiều bước tới. Quyên khẽ hỏi. Anh ơi, cho tôi hỏi, phân xưởng 36 đi hướng nào vậy? Cô đi thẳng rồi rẽ trái đến khu xưởng cuối cùng ngang. Quyên lý nhí cảm ơn. Phân xưởng 36 đây rồi. Căn phòng A365 ở ngay đầu phân xưởng. Cánh cửa sắt dày cộm, gắn cái biển tên A365 đang hé mở. Quyên mừng rỡ liền tiến lại gần. Một bàn tay hung bạo từ phía sau chật giật cái túi sách trên vai của Quyên, đẩy Quyên vào trong phòng, làm cho cô ngã nhào xuống nền gạch lạnh toát. Cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại, bóng tối lập tức dây hãm. Cô sợ đến phát run, vô thức tìm kiếm cái điện thoại trong túi áo khoác. Điện thoại của cô nằm trong túi sách vừa mới bị giật. Kẻ nào đã cố tình hãm hại cô? Cái tên duy nhất hiện ra trong đầu Quyên, Lâm Linh Sang. Chỉ có thể là cô ta ném đá giấu tay, cấu kết với Ánh cho Quyên vào cái bẫy này. Cô mày mò trong bóng tối, mùi sắt thép làm cho cô hắt xì mấy hơi. Vừa tối vừa lạnh, Quyên không nhìn thấy được cái gì trước mắt cả, cứ như bị bàn tay nào đó che khuất. Chưa đến 6 giờ chiều, nhưng phân xưởng này nằm sâu ở bên trong. Khi cánh cửa sắt đóng lại, ánh sáng không còn hiện diện. Cứu tôi với! Mở cửa! Có người bị nhốt! Quyên gào thét đến lạc cả giọng, nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng. Dường như căn phòng này cách âm, bên ngoài không thể nghe thấy. Hay chăng ở bên ngoài hoàn toàn không có người? Cổ họng đau rát, hai bàn tay đập vào cánh cửa đỏ tím đến sưng lên. Quyên bất lực ngồi thụp xuống. Cô bị nhốt ở đây. Đến bao giờ, làm sao có thể thoát ra khỏi đây? Mày mò trong bóng tối, bất chợt, tay Quyên chạm phải một vật kim loại lạnh buốt.
Sờ tay một lần nữa, một cảm giác sóc ốc làm cho cô lập tức co rúm người. Điện. Quyên vừa bị điện giật. Căn phòng này có thiết bị hở điện. Kẻ lừa Quyên vào đây quá sức độc ác. Hắn cố tình để Quyên bị nhốt trong một căn phòng hở điện để cho khi Quyên vô tình chạm vào các thiết bị trong này sẽ bị điện giật mất mạng. Lúc này, trước khi hy vọng có người đến giải thoát, Quyên phải bảo vệ bản thân, tránh xa mọi thiết bị kim loại. Vấn đề là quá tối, Quyên không thể nhìn thấy đồ đạc để tránh né, cho nên chỉ có thể co mình ngồi thụp xuống, che giấu chân tay trong vải, chỉ sợ luống cuống hở ra sẽ lại bị điện giật. Không biết đã qua bao lâu, dù nhiệt độ trong căn phòng này đang thấp dần, nhưng mồ hôi trên cơ thể của cô vẫn chảy ròng ròng. Lâm Đạt. Bất chợt, tâm trí của cô vang lên tên của anh. Lắc đầu, Quyên ngu ngốc quá rồi. Ngu ngốc nên mới thích anh ta. Ngu ngốc nên mới tuyên chiến với kẻ thù khi kết quả của việc tuyên chiến đấy, bản thân chỉ chuốc lấy nhục nhã. Chỉ sợ tối nay, Lâm Đạt trở về nhà không thấy cô, anh ta cho rằng cô lười biếng không thèm nấu cơm tối mà bỏ đi chơi. Cho nên mặc kệ Quyên, anh ta sẽ đến với tình nhân. Vừa có nơi ấm áp, vừa xoa dịu cơn ghen tuông oan ức của cô. Quyên mệt mỏi, cố gắng nhớ lại hướng đi hồi nãy. Cô muốn tìm cách trở lại nơi cánh cửa. Khu vực đó có chút rộng để cô có thể nằm. Vậy mà cô vừa xoay người, cảm giác điện giật một lần nữa khiến cô run rẩy muốn ngã quỵ. May mắn còn cách qua một lớp vải nên cô không bị dính vào thiết bị hở điện. Quyên đang bị lạc giữa các thiết bị hở điện trong căn phòng này, không thể liều mạng tìm đường ra cửa. Răng cắn chặt vào môi, Quyên chấp nhận một lần nữa, người thụp xuống, cảm nhận cái chết chỉ cách Quyên một sợi chỉ mạnh. Chưa bao giờ cô cảm thấy yêu cuộc sống hơn lúc này, chưa bao giờ cô tha thiết được thoát khỏi nơi đây lúc này. Cũng chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì chưa được chạm vào môi của Đạt như lúc này. Tự rủa xả mình, Quyên thầm đếm ngược thời gian. Mình còn tồn tại trên cõi đời này là bao lâu? Chỉ cần cựa quậy, cái chết sẽ chào đón cô. Nhưng cô không thể cứ cuộn mình ngồi mãi như thế này được. Nước mắt bắt đầu trào ra. Cô sợ lắm, vô cùng sợ. Cô chưa muốn chết, cô không có muốn chết. Rầm một tiếng, ánh sáng, sự sống trở lại với cô rồi sao? Nheo nheo đôi mắt mệt mỏi đến rũ xuống, cô cố sức nhìn về phía cửa, người đàn ông cô không ngừng gọi tên trong cơn hoảng loạn cùng cực nhất đang đứng sừng sững như ngọn núi trước mắt cô. Ánh sáng sau lưng anh ta chói lòa làm cô lóa mắt, còn gương mặt của anh ta cô thực sự không có nhìn được rõ, hình như khuôn mặt đó đang vô cùng sợ hãi. Đừng có cử động. Lâm Đạt quát lớn, nhưng cô chỉ cảm thấy dễ nghe vô cùng. Mặc trên người bộ đồ bảo hộ, anh ta xông vào phòng, bao bọc Quyên trong một tấm áo bảo hộ lớn, rồi ẵm ngang người Quyên lên. Bình yên, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bình yên như vậy. Mí mắt ướt nhòa, Quyên cứ dậy mà liệm đi, trên môi vẫn nở một nụ cười ngớ ngẩn. Hai mắt lơ mơ mở ra, cô đang nằm ở trên giường, một cái giường trắng toát, nơi này là bệnh viện. Phòng bệnh hiện đại riêng biệt như thế này chắc hẳn là phòng VIP rồi. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Lâm Đạt đã cởi bỏ đồ bảo hộ trên mình với cái măng tô đen bước vào phòng. Hàng lông mày cau chặt lại, không có dấu vẻ tức giận, anh ta cất lời. Tôi không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà cô có thể ở trong đó. Từ lúc biết mình sống rồi, Quyên chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời đẹp như vậy. Chính vì vậy, dù Lâm Đạt có tức giận đánh chửi Quyên đi chăng nữa, Quyên vẫn thấy anh ta cực kỳ đáng yêu. Cô cười gượng, tựa lưng vào thành giường, cảm thấy mình yếu ớt hơn bao giờ hết. Âm giọng của cô cũng thều thào, mệt mỏi. Em được chị phó phòng giao việc mang tài liệu đến căn phòng đó, vừa mới bước vào đã bị ai đó cướp cái túi sách rồi đẩy té, sau đó cánh cửa sập lại. Lâm Đạt cứng họng, anh ta trừng mắt nhìn Quyên nghi hoặc. Cô ta dám làm như vậy sao? Quyên gật đầu,
làm sao cô có thể đổ oan cho người vô tội được chứ? Dạ, chị ta kêu em đến phòng A365, phân xưởng 36. Căn phòng cô bị nhốt là A360. Chiều nay, căn phòng đó bị hở điện nên đã tạm khóa lại chờ xử lý. Quyên rùng mình một lượt. Vậy kẻ nào? Là kẻ nào đã tráo cái biển 365 lên trên cánh cửa phòng đó để lừa cô? Có khi nào hắn nghe lén cuộc đối thoại của Ánh và Quyên nên bày mưu hãm hại cô không? Hay chính Ánh đã cấu kết gian bẫy cô? Kẻ đứng sau là ai? Có phải là Lâm Linh Sang? Quyên không biết nữa. Lúc này thật lòng không muốn nghĩ tới. Nuốt nước miếng khô khốc, Quyên ngước nhìn Lâm Đạt mấp máy đôi môi tím ngắt. Anh Đạt, cảm ơn anh đã cứu em một mạng. Đạt bất chợt đưa tay xoa xoa đầu cô, ánh mắt anh dịu dàng hiếm thấy, một chút ấm áp, một lần nữa lại hiện lên trong đáy mắt của anh, làm cho hai má của Quyên vô thức nóng ran, tự nhiên lại cúi mặt. Cô có tất cả bao nhiêu cái mạng vậy? Quyên vẫn cúi mặt lý nhí. Thì em chỉ có một mạng thôi. Tôi tưởng cô có 9 mạng chứ. Đạt nói rất khẽ, âm giọng dường như che giấu một nụ cười. Anh thở hắt một hơi, thu tay lại cái túi áo. Âm giọng anh cao hơn một chút. Cứ nghĩ cô khô quắc ở trong đó rồi. 3 ngày tới, cô ở lại đây đi. Ở lại đây, trong căn phòng VIP xịn sò như thế này, chắc chắn là mắc lắm. Chỉ là có Lâm Đạt nên cô không phải lo cái khoản này. Nhưng nếu như Quyên ở đây một mình, nghĩa là sẽ phải xa anh sao? Thôi, em khỏe rồi, anh cho em về đi. Đêm đến ở đây một mình, em sợ ma lắm. Cô ở một mình lúc nào? Hai mắt Quyên đang mệt rũ cũng cố căng ra nhìn Đạt. Ý của anh là anh sẽ ở đây cùng cô, có phải vậy không? Đạt xoay người trầm giọng nói tiếp. Tôi xuống kia mua cháo cho cô. Cháo? Có thể bác sĩ khuyên Quyên nên ăn cháo. Quả thực cô rất mệt. Sau cái cú giật điện lần thứ hai, cơ thể cô như không còn hơi sức. Lúc này đã hơn 8 giờ tối. Bữa tối nay lẽ ra Quyên đã được cùng ăn với Đạt, cuối cùng lại thành ra như thế này. Không bao lâu sau, Đạt đem cái hộp cháo quay trở lại. Anh đưa cả hộp đã mở cùng cái muỗng cho Quyên. Dù còn mệt mỏi, nhưng cái bụng sôi réo lên. Cô cười cười đón lấy, quan tâm hỏi. Anh chưa có ăn tối hả? Cô cứ ăn đi. Quyên gật đầu. Có thể Đạt chưa có ăn cái gì, vì tối nay anh nói là về ăn cùng với cô mà. Em xin lỗi. Không phải lỗi của cô. Em thật sự rất muốn tìm ra kẻ hãm hại em, rốt cuộc hắn là ai. Quyên nghiến răng, hai mắt đanh lại, chỉ cần nghĩ đến cái kẻ trực tiếp hãm hại cô, Quyên đã muốn tự tay trừng phạt hắn, lại càng căm hơn cái kẻ thật sự đứng đằng sau ra lệnh. Cô muốn bọn chúng phải chịu những cái gì cô phải chịu, muốn chúng phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Chắc hẳn kẻ đứng đằng sau không có việc gì phải tự mình làm. Việc sai khiến kẻ khác sẽ giúp hắn tránh rủi ro hơn nhiều, nhất là khi hắn nắm trong tay quyền lực. Đạt gật đầu. Tôi sẽ tìm kẻ đó. Để một cô y tá vào phòng chăm sóc cho cô, Đạt rời đi. Ăn xong chén cháo tim nóng hổi, uống một ly sữa ấm cùng mấy viên thuốc đắng ngắt, Quyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sức khỏe của cô bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng dù sao, giữ được cái mạng nhỏ này là quá tốt rồi. Người đàn ông đang ngủ cái giường bên cạnh Quyên, gương mặt đẹp đẽ của anh trong giấc ngủ say thật là hiền hòa, thơ trẻ. Quyên may mắn hay là bất hạnh đây, khi mỗi phút mỗi giây lại thêm chìm đắm vào anh. 3 ngày dưỡng thương của Quyên trôi qua trong bệnh viện, Quyên đã sớm khỏe trở lại. Nhưng Đạt dứt khoát không cho cô về, cho nên đành chịu để cô y tá đè Quyên ra truyền đủ các loại nước dinh dưỡng. Trong lòng, Quyên vẫn luôn bồn chồn, không có yên về kết quả điều tra của Đạt. Từ lúc Quyên đóng giả Trần Hoài Phương, nhà họ Trần cẩn thận sợ Quyên bị lộ. Họ sắm cho Quyên cái điện thoại dòng cao cấp nhất cùng với số điện thoại mới để cô không có còn liên hệ gì với thân phận cũ. Cho nên, dù cái túi xách bị cướp,
Quyền cũng không có gì phải lo lắng bị lộ thân phận. Bệnh viện tư nhân này không có yêu cầu bệnh nhân quá nhiều, chỉ cần khách hàng là Lâm Đạt có thể để Quyền ở đây, không cần giấy tờ gì. Đương nhiên, xa chuyện cũng không cần phải thủ tục. Chiều thứ sáu, Quyền thay bộ đồ bệnh nhân xanh lá, mặc lại bộ váy nhung thơm sạch sẽ để lên xe của anh, cùng trở về tổ ấm của hai người. Đã đến lúc Quyền hỏi lại Đạt một lần nữa về kết quả điều tra. Cách đây hai ngày, Quyền hỏi anh nói là chưa có kết quả. Hít sâu một hơi, Quyền quay sang cứng giọng hỏi. Anh, gã hại em là ai vậy? Quyền không hiểu sao mình lại tức giận. Có phải vì sâu trong lòng cô đã hiểu anh cố tình bao che cho kẻ đó? Yết hầu dịch chuyển, Đạt nhàn nhạt trả lời. Hai mắt anh vẫn tập trung nhìn đường, dường như anh không coi trọng đáp án. Vị trí trước cửa căn phòng A360 không có camera nên không thể biết kẻ nào đặt biển giả cũng như cướp cái túi sách rồi đẩy cô vào trong đó. Cô Ánh có khai cô ta không có chủ ý hại cô. Cô ta có bằng chứng là cuộc điện thoại với trưởng nhóm kỹ thuật phân xưởng 36, bọn họ vô can. Quyền cắn chặt răng vào môi ấm ức. Không lẽ chuyện như vậy, cứ vậy mà ngậm bồ hòn, cứ vậy mà cho qua. Quyền không có chấp nhận, không cam tâm. Hốc mắt cay xè, Quyền sụt sịt, cơn ấm ức khiến cho Quyền không còn chút lý trí, lập tức quát mắt nhìn Đạt, phun thẳng những gì đang suy nghĩ trong đầu. Có phải Lâm Linh Sang đứng đằng sau tất cả, cô ta cố ý muốn em biến mất, nhưng anh bao che cho cô ta có đúng không? Lâm Đạt thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh anh trở về với vẻ lạnh lùng. Đừng có suy diễn. Quyền hừ lạnh một tiếng, quay đi. Cảm giác tức giận khiến cơ thể của cô vô thức rung lên. Quyền có thể làm cái gì chứ? Có thể làm gì đây khi người đàn ông quyền lực ở bên cạnh Quyền làm mọi cách dung túng bao che cho cô ta? Quyền cần phải mạnh mẽ, phải cảnh giác hơn để bảo vệ chính mình trước kẻ thù, khi bên Quyền không có một ai. Chuyện nguy hiểm xảy đến với cô sẽ không có lặp lại đâu. Đạt trầm giọng, âm giọng vững vàng, đáng tin cậy như một lời cam kết, hàm chứa trong đó có sự cam chịu. Quyền có chút ngỡ ngàng, cơ thể bất chợt bần thần. Trấn tĩnh lại sau những giây căng cứng, Quyền gật đầu. Cô có quyền gì để đòi hỏi khi tính mạng cô vốn dĩ đã thuộc về anh? Anh áy náy với cô nên anh ra sức bảo vệ cô. Có phải vậy không? Đã quá đủ để Quyền phải mở lời cảm ơn anh. Thở dài một hơi, cảm giác ấm ức như được Đạt xoa dịu từ lúc nào, Quyền nhẹ giọng. Em từng nói em làm ma, nhất định sẽ bám theo quán anh, nhưng em không có muốn làm ma, cho nên em tin anh đó. Vậy nghỉ ngơi một lát, tối đi ăn. Đạt bất ngờ đề nghị, còn đang mông lung nhưng hai tay Quyền lại lập tức giỏng lên. Cô nuốt nước miếng một ngụm, người đàn ông siêu lạnh lùng kia vừa mới mở lời rủ Quyền đi ăn ngoài. Sao lại đi ăn ở ngoài? Có đi không? Có, tất nhiên là có. Quyền nghiêm túc khẳng định thêm một lần. Người kia bỉm nhẹ môi có chút cười, hai mắt vẫn tập trung nhìn đường. Tưởng cô chê ăn ở ngoài không có tốt, không có ngon bằng cô làm. Thì tùy chứ. Một câu trả lời tự nhận là thông minh. Ăn sáng thì đơn giản, làm chút là xong. Nhưng ăn tối ở nhà hàng sang chảnh với Lâm Đạt là một phạm trù hoàn toàn khác hẳn. Về đến căn hộ 2030, Quyền vui vẻ cầm quần áo vào nhà tắm. Nghỉ ngơi chính là đi tắm. Thời tiết bắt đầu ấm áp chờ đợi một mùa hè phía trước. Tắm nhanh còn đi ăn với Lâm Đạt thôi. Háo hà háo ức bước ra, mái tóc còn ướt rượt cuốn lại ở trên đầu. Lâm Đạt đã đứng chờ bên ngoài, gương mặt anh trầm mặc căng thẳng hơn bao giờ hết. Phương, tôi rất tiếc tôi phải đi ngay bây giờ. Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng chính vẻ căng thẳng của Lâm Đạt mới làm cho cô thực sự lo lắng. Lập tức Quyên hỏi. Anh có chuyện gì xảy ra phải không? Không cần quan tâm đâu. Cơm tối tôi đã đặt rồi. Một chút nữa cô ra nhận, ăn rồi ngủ sớm đi.
Đáy mắt nâu sẫm hiện lên tia áy náy. Đạt trầm giọng rất nhanh xoay người, tấm lưng rộng lớn để đối diện với Quyên. Em thật sự quan tâm. Em chấp nhận tất cả. Anh không cần phải giấu em cái gì hết. Không biết anh lo lắng gì chuyện gì. Em sẽ không có yên lòng, sẽ không có ăn được, không có ngủ được. Mỗi lúc Quyên lại thêm tiến đến lời thừa nhận. Quyên thích anh, nhưng lời thừa nhận đó của cô liệu có ý nghĩa gì với anh hay không? Chỉ sợ nói ra anh lại càng khinh bỉ cô hơn. Không một lời giải thích, Lâm Đạt mặc kệ cô đứng lặng ở đó, bước nhanh ra ngoài, như thể chỉ chậm một phút thôi là không kịp. Bữa tối đầy đủ, từ một nhà hàng nổi tiếng đưa đến, thực tình mà nói là rất ngon, Lâm Đạt luôn chu đáo như vậy. Vì hoàn cảnh, anh không thể đưa Quyên đi ăn, nhưng anh đã tìm cách bù đắp cho cô trong khả năng có thể rồi. Quyên còn đòi hỏi gì nữa đây? Chuyện anh gặp phải có lẽ không tiện chia sẻ. 11 giờ, cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Lâm Đạt mệt mỏi trở về, trên gương mặt của anh dường như là nỗi chua xót đau đớn đến nghẹn lòng. Thoáng nhìn anh, bất giác lòng Quyên thắt lại. Cô ngồi dậy từ lưng vào thành giường, khẽ hỏi. Anh xong việc rồi sao? Trầm lặng gật đầu, Đạt mở tủ lấy quần áo, bước vào nhà tắm. Hai mắt cô cứ nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ đó, cho đến tận khi Đạt bước ra trong bộ đồ ngủ mềm mại, mái tóc ướt rượt, đôi mắt anh đỏ hoe như vừa trải qua một trận khóc. Quyên lập tức chấn động. Anh đã khóc sao? Cầm cái máy sấy nhỏ cắm vào ổ điện, Quyên mỉm cười. Anh ngồi đây, em sấy tóc nhanh cho rồi còn đi ngủ. Khuya lắm rồi. Không dám kỳ vọng là Đạt sẽ nghe lời, Quyên chỉ hỏi thôi. Bất ngờ, anh tiến lại chấp nhận ngồi trước mặt Quyên, xoay lưng để cô giúp anh sấy khô mái tóc. Bàn tay ai kia bất chợt giữ lấy ngón tay của cô, những ngón tay còn đang chạm vào tóc của anh, một cảm giác điện giật thoáng qua khiến cho Quyên khựng lại, cả cơ thể lập tức tê rần truyền từ nơi tay anh nắm lấy. Chỉ mấy giây thôi, anh buông tay cô ra, vậy mà Quyên có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài. Anh à, nóng quá. À, để em giảm nhiệt xuống chút nữa nghe. Quyên đúng là thích ăn dưa bở rồi. Người ta nói ai nắm tay con sâu kiến bao giờ. Một đêm không mộng mị trôi qua bên tảng đá lạnh lùng. Khi Quyên tỉnh giấc, hai mắt lập tức căng ra. 8 giờ sáng. Trời đất ơi, sao Quyên ngủ say vậy chứ? Điện thoại của cô... Cô nhớ mình đã bật báo thức rồi mà. Tại sao tắt đi lúc nào mà Quyên cũng không nhớ? Mà hình như Quyên để nó ở bên phải, cách xa Lâm Đạt nhất, tránh làm phiền anh. Lúc này nó đã ở bên trái Quyên rồi. Cũng có nghĩa là anh cố tình để Quyên ngủ thêm. Mạnh Phát có chế độ làm việc 2 ngày thứ bảy trong tháng. Theo lịch hôm nay, nhân viên vẫn phải đến công ty. Quyên gặm tạm cái bánh mì, đến công ty đương nhiên là trễ. Nhưng vì đang làm ở chế độ giúp chồng nên cũng không lo lắng vấn đề điểm danh hay trừ lương. Thấy cô, một vài đồng nghiệp quan tâm hỏi han. Chuyện Quyên gặp tai nạn mọi người đã biết, có thể vì Lâm Đạt tra hỏi ánh. Có điều bàn làm việc của chị ta cạnh bàn trưởng phòng không còn nữa. Quyên chưa kịp hỏi ai, phía sau đã có âm giọng đàn ông quen thuộc vang lên. Phương, em đã khỏe chưa mà đi làm rồi? Quyên mỉm cười quay đầu lại, đối diện với cô là gương mặt hiền hòa của Hải. Em khỏe rồi, mà chị Ánh... Cô ấy xin nghỉ việc cách đây 3 ngày rồi. Quyên trầm xuống, thầm hiểu chuyện, rất có thể Ánh có liên quan đến âm mưu chiều hôm đó. Dù ít dù nhiều, việc chị ta tự dưng xin nghỉ sẽ gây nghi ngờ, cho nên Quyên cho là chị ta bị buộc thôi việc. Ai là kẻ ép chị ta phải nghỉ việc? Nếu không phải Lâm Đạt, Linh Sang không có ngu ngốc ép Ánh nghỉ việc ngay lúc này, chỉ có thể là Lâm Đạt khi anh đã có lời cam kết không có để Quyên gặp nguy hiểm. Khẽ gật đầu, Quyên bước ra bàn trà, muốn tự pha cho mình một tách cà phê. Bất ngờ,
một người đàn ông trẻ cũng chạm tay vào cái ly giấy mà Quyên định lấy. Thoáng giật mình, Quyên liền rụt tay lại, quay đầu bắt gặp nụ cười tươi rói của anh ta. Anh ta khoảng độ 27-28 tuổi. Cũng rút tay về, anh ta vui vẻ nói, em lấy cái ly trước đi, mà anh vào làm từ hôm qua sao không thấy em ha, em là nhân viên phòng mình à. Quyên hiếu kỳ nhìn người đàn ông trẻ lạ, người mới sao, mới nghỉ có 3 ngày mà cứ như Quyên đã nghỉ 3 tháng vậy. Khánh à, cậu có vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, người trước mặt của cậu là phu nhân phó tổng giám đốc Lâm Đạt đó. Tiếng Hải vang lên từ xa, kẻ la mặt đứng trước Quyên lập tức tròn mắt rồi lại nở nụ cười. Phải công nhận, nhìn anh ta rất có duyên, nhất định không thiếu đàn bà con gái ưa thích. Chết thiệt, tôi vô ý quá, phu nhân phó tổng thứ lỗi ngang. Không có sao, tôi nghỉ bệnh mấy hôm nên không có biết anh mới vào phòng này hả? Quyên cười đáp lại, có âm giọng con gái trêu chọc vang lên gần nơi Quyên đứng. Phu nhân không có biết rồi, anh Khánh là phó phòng mới của chúng ta đó. Thêm tiếng một của chị gái đẩy đà vang lên chọc ghẹo. Từ bây giờ phòng mình có 2 trưởng phó phòng đẹp trai quản lý một bầy dịch trời đó nghe. Hải cười cười lắc đầu, tập trung trở lại công việc của mình. Khánh hơi cúi xuống, nói nhỏ bên tai Quyên, mùi nước hoa của anh ta hình như cũng là cái mùi gỗ thông, nhưng không hiểu sao Quyên lại cảm thấy rất khó ngửi. Em còn trẻ quá, anh xin phép xưng anh nghe. Phụ nữ được khen trẻ đương nhiên là thích, anh ta thật là khéo ăn khéo nói. Quyên gật đầu, dù sao cũng là đồng nghiệp, nhưng xưng hô thoải mái cho dễ giao tiếp. Mỉm cười, Quyên lịch sự đáp. Dạ, anh Khánh cũng còn trẻ mà đã là phó phòng rồi, rất là đáng ngưỡng mộ. Cũng bình thường thôi mà, nhiều người ở tuổi anh còn làm hẳn cái giám đốc luôn đó, tổng giám đốc nữa đó. Có ánh mắt con gái sắc lẹm liếc về Quyên. Cầm trên tay ly cà phê nóng hổi, Quyên bước trở lại bàn làm việc của mình. Mãi làm việc, bất ngờ Quyên ngẩng lên rồi giật thót mình. Vị trí bàn làm việc đối diện Quyên chỉ cách một khoảng trống cỡ 2 bước chân. Từ lúc nào đã là bàn làm việc của Khánh? Hồi trước anh đâu có ngồi ở đó chứ, tại sao anh ta lại kê cái bàn ra đây? Thấy Quyên để ý, Khánh nâng ly cà phê, nhướng mày như mời Quyên cùng uống, trùng mình một lượt, Quyên nhắm mắt lại. Chỉ đơn giản là trùng hợp, Quyên đừng nên quan tâm đến việc này nữa, tập trung làm việc thôi. Hơn 11 giờ, Đạt nhắn Quyên anh bận, Quyên tự lo bữa trưa. Cô mua một suất cơm văn phòng rồi đem lên, ngồi ở bàn của mình. Cô ăn cùng lúc với mấy chị em phụ nữ trong phòng. Ngoài trưởng phó phòng là nam, phòng trực điện thoại có tất cả 28 nữ nhân viên, tính cả Quyên. Không kể Quyên, người trẻ nhất mới ra trường, còn người nhiều tuổi nhất cũng mới có 34, cho nên không khí trẻ luôn rộn rã. Những tiếng cười đùa rộ lên trong giờ trưa, nghe đến tập kịch, khóe miệng của Quyên khẽ giật giật, Mạnh Phát cũng có thi thố văn nghệ chào mừng dịp quan trọng sao? Quyên diễn vai kẻ khác đã hết hơi rồi, lỡ như bị ép tham gia nữa thì... À, chị Phương, tối nay chị cũng ở lại tham gia đội kịch phòng mình nghe. Biết ngay mà, Quyên đành ậm ừ. Chị, coi đã, có khi anh Đạt không có cho em à. Dùng Lâm Đạt làm lá chắn xem ra rất là ổn. Bọn họ không dám nói gì nữa, bất chợt... Giọng mỉa mai của bà chị lớn tuổi to béo nhất ở trong phòng vang lên. Em chồng có cô vào bệnh viện, chỉ sợ chồng cô không còn tâm trí nào mà cấm cô thôi. Quyên sững sờ, miếng cơm như nghẹn đắng nơi cổ họng. Linh Sang nhập viện. Chị nói như vậy là ý gì hả? Quyên bực mình gắt, trừng mắt nhìn kẻ vừa trực tiếp tuyên chiến. Chị ta hết mặt, cứ như không có sợ chút nào. Cô phải hỏi chồng cô chứ, sao lại hỏi tôi? Cơn tức giận trong Quyên bùng phát, hai mắt đỏ lên, cô không còn giữ nổi bình tĩnh. Đặt cái muỗng xuống bàn, Quyên gằn giọng. Chị nói rõ ra, nếu không chị không có yên với tôi đâu.
chị có tin tôi đủ khả năng cho chị nghỉ việc hay không? Trong cơn tức giận, Quyên cũng không biết mình nói cái gì nữa. Những lời chị ta nói đâm thẳng vào cái nỗi đau của cô. Đau, đau đến tức thở. Chị ta biết hoặc nghe ngóng được ở đâu đó, Lâm Đạt và Linh Sang không bình thường. Có lẽ Linh Sang bị làm sao nên tối qua thái độ của Lâm Đạt mới như vậy. Cô ta phải vào bệnh viện. Anh không muốn chia sẻ với cô vì biết cô căm ghét, nếu không muốn nói là hận thù cô ta. Cả những giọt nước mắt lúc đó là anh khóc vì cô ta sao? Đến lúc này, chị ta mới có chút sợ hãi trước phản ứng không có dễ bắt nạt của Quyên. Ậm ừ đáp như muốn cho qua chuyện. Thì có người thấy hai người họ trong bệnh viện phụ sản. 4 tiếng bệnh viện phụ sản như một tia sét đánh xuống đầu xuống chân. Quyên cứ trân trân mắt mà nhìn chị ta. Anh và cô ta trong bệnh viện phụ sản. Cô cảm thấy đau tê tái. Quyên nhăn mặt, không muốn phải rơi nước mắt dù sống mũi đã cay xè. À, tưởng chuyện gì ghê gớm. Anh trai đưa em gái đi khám phụ khoa không được sao? Mấy chị em phòng mình chắc hẳn đã nghe nhiều đồn đoán sai lệch. Chính tay tôi cũng đã nghe thấy. Thì nhân dịp này tôi cũng nói rõ một lần cho mọi người rõ. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Cho nên những tin đồn kia là vô căn cứ. Nếu tôi còn nghe ai nói ra nói vào cái chuyện này, nhất định người đó sẽ không có thể yên ổn với Mạnh Phát. Một lời khẳng định đồng thời đe dọa khiến những nhân viên thấp cổ bé họng trong căn phòng này chỉ có thể im lặng, đồng loạt gật đầu. Quyên đang là vợ của Lâm Đạt mà anh là ai chứ? Là người thừa kế hàng đầu của tập đoàn gia đình vững mạnh này. Quyền lực của Quyên không có chỉ trong vị trí phu nhân phó tổng giám đốc mà xa hơn là phu nhân của người đứng đầu Mạnh Phát. Nếu họ muốn giữ miếng cơm thì tốt hơn hết hãy biết điều. Đừng có nên thử giận may mà chọc điên Quyên. Cô hừ một tiếng, cầm cái hộp cơm còn hơn nữa bước khỏi phòng. Vào khu vực toilet, lúc này cô mới lao vào một phòng vệ sinh riêng biệt, đóng kín cửa lại để có thể một mình trấn tĩnh sau những giây phút đảo điên choáng váng. Lâm Đạt và Linh Sang làm gì trong bệnh viện phụ sản chứ? Liệu hai người có thể cho cô biết câu trả lời hay không? Nhưng dù câu trả lời có thế nào thì thái độ của Lâm Đạt tối hôm qua, đôi mắt đỏ que của anh, tất cả đều khiến trái tim của cô quặn thắt. Thẫn thờ bước khỏi toilet, bất ngờ Quyên chạm mặt với Khánh. Anh ta cố ý đứng đó chờ Quyên sao? Con người này dù chỉ mới tiếp xúc nhưng cô cảm thấy anh ta không có được an toàn. Gượng cười, Quyên bước qua mặt Khánh. Tối hôm qua, chính nhóm của tụi anh nhìn thấy Lâm Đạt và Linh Sang trong bệnh viện phụ sản. Quyên khựng lại quát mắt với anh ta. Thì ra, chính các người đã tung tin đồn. Miệng lưỡi của thiên hạ em có thể ngăn được không? Anh chỉ muốn cho em biết chồng của em không xứng đáng với em thôi. Anh... Tình cờ bạn anh là bác sĩ điều trị cho Linh Sang. Việc cô ấy sảy thai ngoài ý muốn phải cấp cứu chắc hẳn không phải là chuyện của bác sĩ y tá trong bệnh viện cần đặc biệt giấu giếm đâu. Tai của Quyên như ù đi trước những gì nghe được. Thật sự mối quan hệ giữa Lâm Đạt và Linh Sang sâu nặng đến nhường này. Sâu ở trong lòng, Quyên đã nghĩ đến rồi. Lúc này khuôn mặt tái nhợt của cô không có qua được mắt của Khánh. Anh ta hừ một tiếng trong cổ họng nói tiếp. Cái thai được 12 tuần. Phải gây mê mới hút ra. Đến sáng nay Linh Sang bất ngờ bị băng huyết. À, hiện tại sức khỏe đã ổn định. Quyên long đôi mắt nhìn Khánh. Linh Sang, cô ta bị đau đớn khốn khổ như vậy, lẽ ra Quyên phải vui mừng lắm chứ. Phải hả hê rủa xả đáng đời đáng kiếp cô ta chứ. Vậy mà Quyên không có quan tâm. Điều Quyên quan tâm chính là Lâm Đạt vẫn mãi chỉ là giấc mơ riêng của Quyên. Trái tim, thân thể, tâm trí của anh, tất cả đều là của người ta rồi. Đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt vừa mới lăn, Quyên sụt sịt. Anh chưa thấy anh trai lo cho em gái bao giờ hả? Chồng tôi rất thương Linh Sang, cô ấy tội nghiệp không cha mất mẹ từ nhỏ, anh hiểu chưa? Khánh nhếch nhẹ khóe môi trước những lời nói bất nhất với thái độ của Quyên.
đều nhếch miệng như thể nói với Quyên anh ta đã biết tổng rồi. Cho em biết thêm cái chuyện này nghe. Chính miệng chồng em đã nói với bạn của anh, xin bác sĩ hãy cứu vợ con tôi. Quyên trừng mắt nhìn Khánh, không sao cãi được câu nào. Trái tim như bị bàn tay ai bóp nghẹt, đau đớn đến khó thở. Một lời thừa nhận rõ ràng nhất. Trong cơn hoảng loạn, Lâm Đạt đã thừa nhận với cả thế giới cái thai trong bụng Linh Sang là của anh. Tôi không tin. Anh đừng có bịa đặt để chia rẽ tình cảm vợ chồng của tôi. Đừng có để tôi báo cáo cấp trên cho anh nghỉ việc. Chút sĩ diện, một chút lý trí còn sót lại, Quyên đanh giọng gắt lên. Khánh nhe răng cười, giơ hai tay lên đầu hàng. Em cần nhân chứng, anh có nhân chứng. Bác sĩ Lê Trung Đức, khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện phụ sản 01. Em hỏi anh ấy sẽ rõ thôi. Nhưng nếu em cứ dứt khoát không có muốn tin anh hay không có muốn thừa nhận sự thật thì ok, anh sẽ không có nhắc lại cái chuyện này. Quyên quát mắt chất vấn. Đừng nói có kẻ thuê anh đến phá vợ chồng tôi đó nghe. Khánh nhướng mày, không phủ nhận cũng không khẳng định. Anh ta xoay người, nhẹ bước trở lại phòng làm việc. Cho đến lúc này, gần như chắc chắn anh ta do Linh Sang thuê. Mục đích của cô ta là khẳng định vị trí của cô ta trong lòng Lâm Đạt trước Quyên. Khắc sâu cái nỗi đau trong Quyên cũng để dằn mặt Quyên đừng có hy vọng cướp được Lâm Đạt khỏi tay cô ta. Chuyện đến nước này rồi, cô còn có thể nghĩ cái gì được nữa chứ? Lâm Đạt có thể nào bị cướp khỏi cô ta không? E rằng cả đời này cũng không ai có thể nói gì con sâu cái kiến nhỏ bé như Quyên. Thẫn thờ trở lại phòng làm việc, Quyên xin phép Hải về sớm, gọi điện đến một trung tâm thám tử. Quyên nhờ họ điều tra về những gì Khánh nói với Quyên. Cô sẽ không tin trước những gì không có được kiểm chứng. Mệt mỏi nằm vật ra giường, Quyên nín thở chờ đợi. Vẫn biết chuyện phải là như vậy, nhưng cứ ngu ngốc mong chờ, tất cả như là một lời bịa đặt của Khánh mà thôi, chứ không phải là sự thật. Những thông tin cùng hình ảnh thám tử gửi về lại khiến trái tim của Quyên thêm một lần đau nhói, cứ như thể có hàng vạn mũi kim châm chích, đau đến nhăn mặt nhíu mày. Không biết Quyên thiếp đi từ lúc nào, trên má vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt long lanh, tiếng tin nhắn bất ngờ vang lên. Quyên tròn tỉnh, cảm giác đầu đau như búa bổ. Màn hình phát sáng, Lâm Đạt nhắn cho cô. Đêm nay tôi không có về được, đừng có chờ. Đêm dài không có người nằm bên cạnh, dường như càng dài đến bất tận. Lần đầu tiên sau ngày cưới, Quyên thực sự ngủ một mình. Thời tiết đã chuyển hè rồi mà, tại sao cứ lạnh đến run rẩy? Nằm ở trên giường, mênh mông như biển, Quyên chỉ biết co mình, hai tay ôm lấy cơ thể, chỉ mong trời mau sáng. Ngày mới đã tới, không gian bừng lên ánh bình minh nhàn nhạt. Lờ mờ mở mắt, Quyên vô thức quờ cái điện thoại, đọc lại dòng tin nhắn tối hôm qua anh nhắn cho cô. Mới có hơn 5 giờ sáng, hôm nay là chủ nhật, anh có thể thảnh thơi ở bên cô ta cả ngày rồi. Tiếng chuông cửa chợt reo vang. Quyên có chút ngạc nhiên, nhìn qua mắt thần ở cửa chính, Lâm Đạt. Vội vã mở cửa, Quyên không muốn anh phải chờ đợi, bởi vì nhìn anh lúc này thật sự mệt mỏi. Chăm sóc người mới bước qua cửa tử chắc hẳn là rất mệt. Anh vào ngủ đi. Quyên nhẹ giọng thúc giục Đạt, anh nhìn Quyên như muốn nói cái gì đó, cuối cùng im lặng gật đầu bước về phòng ngủ. Quyên khép lại cửa phòng bước về bếp. Không thể nào giải thích được, chỉ cần gặp anh thôi, trái tim lại ngu ngốc reo vui. Tối hôm qua, Quyên bỏ bữa tối. Nhắc đến đói, cái bụng lập tức sôi lên ọng ọc. Cả một đêm không ăn, nó biểu tình cô rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Quyên quyết định bóc gói mì ăn sống. Qua nhanh cơn đói mà không đánh thức anh, chỉ có thể là như vậy thôi. Cạp được 1/3 gói mì, bất ngờ cửa phòng ăn mở ra. Trong bộ đồ thun mặc ở nhà thay từ lúc nào, Lâm Đạt cau mày nhìn cô. Ăn cái gì vậy? Mì tôm. Đừng có nói với em, anh không biết mì tôm là cái gì nghe.
khẽ lắc đầu, anh mở tủ lạnh lấy chai nước mát. Quyên cười cười nhìn theo. Anh không có ngủ được hả? Có đói không? Em nấu mì trứng, mình cùng ăn nha. Nhìn cái mặt e dè của anh, Quyên cũng không có hy vọng cho lắm. Công tử như anh chỉ sợ chưa từng ăn mì gói bao giờ. Cô nấu đi. Tô mì trứng nóng hổi đặt trước mặt anh. Lâm Đạt yên lặng gấp, anh đang buồn. Còn Quyên, thật lòng cũng không biết mình đang như thế nào. Linh Sang mất đứa con của Lâm Đạt. Nói Quyên không vui là nói dối. Nhưng anh và cô ta cá nước quấn quýt như vậy, cơ hội của Quyên rất có thể sẽ không bao giờ có. Nghĩ vậy tự nhiên nước mắt lại lăn dài. Người trước mặt ngừng đũa nhíu mày. Có chuyện gì? Chắc em cho nhiều ớt quá. Tương ớt này cay thiệt đó anh ạ. Đạt không nói gì thêm. Một hồi nữa, bữa sáng tinh mơ vào lúc 5 giờ 45 kết thúc. Thở hắt một hơi, dạ dày cũng đã ngoan ngoãn. Quyên đứng dậy, cầm hai cái tô lên tay, cứ nghĩ anh sẽ rời đi. Vậy mà anh vẫn ngồi lại, bất ngờ trầm giọng. Linh Sang đang nằm bệnh viện. Quyên không biết anh có đoán Quyên đã rõ cái chuyện này hay không, nhưng ít nhất anh đang chia sẻ với cô thế giới riêng của anh. Bậm môi, Quyên gật đầu, tỏ vẻ áy náy. Vậy hả anh? Cổ có bị sao? Hàng lông mày cau chặt, Đạt mệt mỏi nói tiếp. Cô ấy có khối u ở buồng trứng, tối hôm qua phải cấp cứu, cái thai ở trong bụng không có giữ được. Yết hầu dịch chuyển, hai mắt Quyên nhắm lại nghèn ngẹn. Em xin chia buồn với hai người. Đạt thẫn thờ gật đầu, trái tim của cô nhói đau trước sự xác nhận của anh, không còn là nghi ngờ phán đoán mà chính anh đã khẳng định tất cả rồi, đau đến khó thở. Bất giác cô muốn đập phá cho nó hả? Quyên không biết chính xác mình tức giận là vì cái điều gì nữa. Có phải sâu trong lòng Quyên vẫn cứ hy vọng anh không yêu Linh Sang sao? Cô ấy mang thai con của anh, khổ sở vất vả như vậy. Tại sao anh không cho cô ấy một danh phận? Tại sao không có công khai thừa nhận với cả thế giới này anh yêu cô ấy mà lại đi cưới em? Pháp luật đâu có cấm hai người. Vì chữ hiếu, vì mẹ anh muốn nên anh cưới Trần Hoài Phương, hằng ngày cùng ăn cùng ngủ với người anh không yêu, bỏ mặc người đàn bà của anh lạnh lẽo một mình. Anh thật là quá đáng. Đạt đanh mặt. Không phải chuyện của cô. Hừ một tiếng đứng dậy, anh bước khỏi phòng, ấm ức nhìn theo anh. Quyên mím môi thở hắt một hơi, lý trí cô không cho phép bản thân tiếp tục chìm đắm vào một con người như Đạt. Mấy ngày sau đó, Lâm Đạt cũng không về. Quyên thui thủi một mình trong căn hộ rộng lớn. Đã một tuần trôi qua, Đạt không về nhà một lúc nào. Quyên có nhắn hỏi anh một lần, anh chỉ nhắn lại một câu lạnh lùng đến đông cứng. Cô cứ tự lo cho bản thân của cô đi. Quyên thầm hiểu, anh ở lại bệnh viện chăm sóc cho Linh Sang, cũng coi như anh còn có trách nhiệm với cô ta. Tối nay đi làm về, Quyên tắm gội nhanh, thơm tho sạch sẽ. Xong bữa tối đơn giản, cô bật tivi xem phim hài Mỹ. Cửa phòng khách hé mở, Lâm Đạt một thân áo sơ mi trắng, quần đen bước vào. Đã một tuần rồi, tự nhiên gặp lại như vậy, lòng Quyên không khỏi xốn xao. Cứ nghĩ đã chán ghét con người này lắm rồi, vậy mà gương mặt đẹp trai nghiêm nghị đứng trước Quyên vẫn làm cho cô ngây ngẩn. Xem phim vui vẻ quá ha. Đặng nhếch khóe miệng, đưa mắt nhìn về tivi, đúng lúc nam nữ chính chuẩn bị hung nhau, nóng rực hết cả người, phục một tiếng, màn hình tivi là một màu đen tăm tối. Cũng bình thường thôi. Thì ra, đang coi phim sex. Mặt của Quyên rất dày, cho nên vẫn tiếp tục tỉnh bơ. Xem để học. Không tranh cãi thêm, Đạt bước khỏi phòng khách. Trở về phòng ngủ, ánh đèn vàng chanh cùng với tiếng nước xả rì rào. Quyên biết anh đang tắm. Đêm nay lại có một tảng đá nằm cạnh cô. Cô đang vui hay vô dị, hay đang ấm ức. Cuối cùng vẫn không thể khẳng định chính xác cảm xúc trong lòng là cái gì. Trèo lên giường, Quyên xoay lưng ra ngoài, không có muốn đối diện với Lâm Đạt. Anh tắm xong, tự mình sấy nhanh mái tóc, ném cái máy sấy qua một bên,
anh tắt đèn chính, dặn đèn ngủ nhàn nhạt, đặt lưng xuống giường. Tưởng là ngủ, nhưng không phải. Bất ngờ, đặt kéo chăn khỏi người Quyên. Cái gì vậy ta? Đừng nói lúc người ta mời thì không thèm, còn bây giờ người ta đã chán ghét rồi thì lại... Hai chân dài, một bước kẹp ngang người Quyên, giữ chặt không cho cô cục cửa. Quyên lập tức xoay người, trái tim cũng đập thình thịch, hốt hoảng trừng mắt. Anh muốn gì? Cho cô thực hành. Vậy là đúng rồi, người ta đã ghét lắm rồi, bây giờ lại thích bắt ép người ta sao? Chúng ta chỉ là đang diễn kịch thôi mà, em không phải vợ anh, làm như vậy không có được đâu. Quyên hốt hoảng tìm cớ, đẩy Đạt ra khỏi người. Lực sĩ thỏ không tài nào so được với gấu ốm. Cuối cùng, đành phải chấp nhận. Sau cơn quan lạc, mồ hôi đầm đìa, cảm giác nhớp nháp bẩn thỉu, Quyên đành mở dồi sen, tắm nhẹ nhàng trong làn nước ấm. Người kia tòng ngọng đẩy cửa bước vô, cơ thể nam tính đẹp đến nghẹt thở trong ánh đèn vàng như càng cuốn hút. Điểm nhấn lớn nhất giữa hai chân anh đập vào mắt của Quyên, cái thứ gớm ghiếc kia lại ngẩng lên đòi hỏi. Vài giây ngỡ ngàng trôi qua, Quyên lại lùi về phía sau, không có muốn tiếp tục. Đạt nhếch miệng, ánh mắt tràn đầy dục vọng, chiếu về những nơi trên cơ thể của Quyên muốn giấu giếm nhất đó. Thích làm ở trong này? Không có, em đang tắm, anh ra ngoài đi. Cùng nhau tắm. Ẩm ngang người, anh đặt Quyên vào bồn tắm lớn, dòng nước ấm áp dâng lên che phủ cả hai cơ thể. Quyên mệt mỏi đến lả đi. Cái đáng ngàn vàng lần đầu tiên của Quyên bị anh cướp đi, ấm ức vẫn còn nguyên ở trong đầu, lúc này mới phun ra. Linh Sang nằm bệnh viện, anh thiếu thốn quá hả? Nói thêm câu nữa sẽ làm tiếp đó. Quyên há miệng ngậm lại, xoay lưng anh ta. Thật là một quyết định sai lầm. Khi Quyên tỉnh dậy, Lâm Đạt đã không còn trong phòng. 7 giờ, anh lại tắt báo thức, không để Quyên dậy nấu bữa sáng. Đêm qua, Quyên cũng quên mất không có hỏi tình hình Linh Sang như thế nào. Bởi lẽ hai tiếng Linh Sang luôn khiến Quyên đau thắt. Cô không có muốn nhắc tới. Có lẽ cô ta đã ổn rồi, anh cũng đã trở về cuộc sống bình thường. Tiếng tin nhắn làm cho Quyên thoáng giật mình. Cấm không có được uống thuốc. Ý Lâm Đạt, anh muốn có con với Quyên. Tại sao lại như vậy? Anh đâu có yêu cô đâu. Linh Sang đâu rồi? Cô ta không có muốn sinh con cho anh nữa à? Vừa mới từ trong toilet bước ra, kẻ mà Quyên không muốn chạm mặt lại xuất hiện. Lưu Huy Khánh bước từ phía toilet nam đối diện. Từ hôm đó, anh ta vẫn luôn chiếu ánh nhìn nửa giễu cợt, nửa soi mói về Quyên. Phương, em có khỏe không? Nhìn em hình như hơi mệt mỏi. Không có mượn anh quan tâm. Nếu biết chuyện này, biết đâu em sẽ khỏe hơn đó. Quyên trừng mắt nhìn, tỏ vẻ ra bí hiểm đáng ghét của anh ta. Cho em biết một tin, Linh Sang có tế bào ác ở hai bên buồng trứng. Cô ta được chỉ định cắt bỏ toàn bộ buồng trứng, đồng nghĩa sẽ không bao giờ có con được. Quyên sững lại, cô ta gặp quả báo sớm như vậy sao? Đàn bà không thể đẻ, thậm chí còn mất đi cả những hóc môn nữ tính. Liệu cô ta còn lại gì đây? Thẫn thờ lặng đi, Quyên chợt hiểu ra tại sao đột nhiên Lâm Đạt lại làm cái chuyện đó với cô. Thì ra, tất cả chỉ vì Linh Sang sẽ không thể sinh con cho anh ta. Vì chính vậy, anh cần một cái máy đẻ hợp pháp. Không còn ai khác hợp lý hơn cô rồi. Gầy gớm thiệt. Làm mọi chuyện đều có tính toán. Lâm Đạt, con người của anh rốt cuộc được làm từ cái thứ gì mà lạnh lùng tính toán như vậy chứ? Rùng mình, Quyên xoay người bước nhanh, không muốn đối diện với đôi mắt nheo nheo cợt nhã của tên Khánh. Âm thanh tin nhắn vang lên là của Lâm Đạt. Tim của cô khẽ thót lên một nhịp. Tối nay đi ăn ngoài. Dường như Đạt đã trở về với cuộc sống bình thường, cái thú vui thể xác đêm qua không thể là giả. Còn Linh Sang, cô ta sắp phải đối diện với đau đớn cùng cực.
Nỗi đau đó không có chỉ thể xác mà càng đau đớn hơn ở tinh thần. Đàn ông có thế nào cũng là đàn ông. Bạc thực sự quá bạc bẽo. Lững thững đẩy cửa căn hộ 2030, trong lòng của Quyên bao suy nghĩ rối bời. Quyên vừa mới tắm xong bước ra, Lâm Đạt đã đứng trước tủ quần áo ngắm nghía lựa chọn, hình như là chọn cho cô. Dường như bữa tối nay anh đặc biệt coi trọng, vừa lựa lựa chọn chọn, anh còn vừa nhàn nhạt nói. Bữa tối nay là lời mời của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phượng Vũ Lê Hoàng, một đối tác lớn của Mạnh Phát. Cô có nghe tới anh ta bao giờ chưa? Em chưa anh à. Chọn một bộ váy vàng chanh tươi sáng, khoe trọn dốc dáng thanh xuân của kẻ trước mặt, Lâm Đạt khẽ nhướng mày hài lòng. Quyền nhún vai không có ý kiến, định vào toilet mặc lên người. Anh liền cau mày. Còn phải ngại nữa? Không ngại, chỉ sợ khiêu khích anh. Dứt lời, nóng rang mặt mũi, Quyền bước thẳng vào toilet, mặc kệ vẻ thâm trầm khó đoán của Lâm Đạt. Thực tình, sau cái đêm qua, cái nhìn của Quyên về Lâm Đạt đã hoàn toàn khác. Lúc trước, Quyên cứ nghĩ anh là một chú sư tử được thuần hóa, sẽ vô hại, nằm bên cạnh anh tuy có lạnh lẽo thật, còn có cả một chút bức xúc, nhưng mà an tâm ngủ kỹ. Còn lúc này, vừa nhìn thấy ai kia, cơ thể lập tức bủng rủng vô lực. Từ khu chung cư Moonlight, Lâm Đạt lái xe sang trọng hòa vào dòng người đông đúc ở trên đường lớn. Khoang xe tĩnh lặng, ngột ngạt dường như là sở thích của anh, nhưng Quyên thì không thích, cho nên khẽ mở lời. Mình đang đi đâu vậy anh? Khách sạn Lisa. Có những ai được mời vậy? Một bữa tiệc đứng, nên có thể sẽ khá đông. Quyên gật đầu, hít một hơi, hỏi tiếp điều mà cô đau lòng nhất. Tình hình sức khỏe của Linh Sang thế nào rồi hả anh? Cô ấy sẽ phẫu thuật cắt bỏ hai buồng trứng, chờ sức khỏe ổn định một chút sẽ tiến hành. Liệu có ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ sau này không? Có thể trữ đông trứng trước khi phẫu thuật, cô ấy vẫn có thể làm mẹ. Quyên sững sờ, nhất thời khựng lại, có nghĩa là Sang vẫn có thể làm mẹ đứa con của chính mình. Trái tim của Quyên lại ngu ngốc reo vui. Lâm Đạt thật sự muốn có con với Quyên, không phải vì Linh Sang không thể mang thai. Bữa tiệc buffet diễn ra ở đỉnh tòa nhà 18 tầng thuộc khách sạn Lisa. Xa hoa như bữa tiệc của vua chúa, toàn là những món mà Quyên thậm chí không có biết tên, chỉ thoáng nhìn đã biết giá ở trên trời rồi. Có lẽ Lê Hoàng là một kẻ thích phô trương. Nhất định Đạt đi một bước, Quyên bám theo một bước. Đạt làm cái gì, Quyên làm theo cái đó, không thể để bất cứ ai chê cười được. Lâm Đạt vừa cùng Quyên tiến vào bữa tiệc. Chủ nhân của bữa tiệc, Lê Hoàng, nghe nhân viên báo cáo liền xoay người. Người phụ nữ trang điểm sắc sảo đứng cạnh anh ta cũng ngoái đầu theo. Quyên thoáng ngờ ngợ rồi nhận ra. Đứa con gái mặc cái đầm dài nhung đỏ, bẹt dài đứng bên anh ta là một người quen cũ, có oán thù nho nhỏ. Cúc qua, sắc mặt cô ta cũng lập tức đen lại khi nhận ra Quyên bước sau Lâm Đạt. Lê Hoàng đặc biệt coi trọng vị khách quý vừa mới xuất hiện. Anh ta bỏ dở việc đang làm, lập tức bước về phía hai người. Cúc qua cũng ngoan ngoãn theo chân anh ta, ngoan ngoãn để anh ta vòng tay qua eo nhỏ. Lâm Đạt, cảm ơn vợ chồng anh đã nhận lời đến đây. Thật là vinh dự cho chúng tôi quá. Anh ta xung xe so hai tay vào nhau, cười cười. Thế quái nào, Quyên lại cảm thấy ánh mắt anh ta có chút lương lẹo liếc nhìn về cô. Rùng mình, Quyên lắc đầu, vô thức núp sau lưng Đạt. Được anh mời là vinh dự cho chúng tôi. Lâm Đạt trầm giọng lên tiếng. Lê Hoàng đón lấy từ tay người phục vụ hai ly rượu vang, đưa cho Đạt và Quyên. Sau đó nâng ly, Cúc Hoa nhãn miệng cười ỏn ẻn. Nghe danh phó tổng giám đốc Lâm Đạt đã lâu, quả thực đồn đại cũng không bằng 1/10 thực tế. Tiếc là... Cô ta ngừng lại liếc sang Quyên, che miệng cười rồi nói tiếp.
Tiếc là em không có cơ hội được làm việc ở Mạnh Phát bao giờ cả. Người đàn ông ôm eo cô ta không giấu vẻ tự hào. Giới thiệu với anh Đạt, bạn gái của tôi, Cúc Hoa, nữ diễn viên đóng chính trong bộ phim Thiên Đường đang chiếu trên khung giờ vàng. Ồ, chúc mừng hai người. Lâm Đạt lịch sự đáp, Cúc Hoa vẫn cứ long lanh hai mắt. Cùng Đạt chọn đồ ăn, Quyên theo anh về một cái bàn còn trống. Một người đàn ông béo phệ nhận ra Lâm Đạt, tranh thủ bước đến chào hỏi, rồi ngồi đối diện anh cùng thưởng thức bữa tiệc đàm đạo việc kinh doanh. Kẻ đáng ghét Cúc Hoa kia dường như bị mê lực của Đạt hấp dẫn, tỏ vẻ chủ nhà cũng bước đến ngồi đối diện với Đạt và Quyên. Đồ ăn có hợp khẩu vị với hai người không? Đạt còn mãi nói chuyện với người đàn ông kia, anh không trả lời. Quyên nhanh miệng đáp thay anh, ý đuổi cô ta đi. Đồ ăn rất ngon, cảm ơn cô. Mà nè, tôi thấy phía kia bạn trai cô đang tìm cô đó. Cúc Hoa bỏ ngoài tai lời Quyên nói. Đôi mắt nhìn Quyên soi mói, làm cho Quyên giật dạ. Bất chợt cô ta sững lại, hai mắt lập tức long lên. Tiếng trái tim đập dồn như trống, cả người Quyên toát mồ hôi lạnh đến đông cứng. Không lẽ Cúc Hoa đã nhận ra Quyên là Lê Ngọc Quyên? Tại sao? Điều gì khiến cô ta nhận ra? Cảm giác đối diện với cái chết cũng không đáng sợ như lúc này. Quyên giả bộ mệt mỏi liền đứng lên. Em xin phép ra ngoài một lát. Quyên đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Cúc Hoa lập tức bám theo. Ngay khi Quyên bước vào khu vực toilet, cô ta đứng sau lưng Quyên chống nạnh cười to thành tiếng. Lê Ngọc Quyên, ta biết ngay là mày mà. Hôm đó chịu nhục gì mày, ta cứ lăng tăng hoài. Ta không có tin là tao lầm người. Sau đó, tao đã xin mọi thông tin về mày từ ông Phúc đạo diễn, soi mày từng ly từng chút. Cho nên, lần gặp này, mọi thứ về mày đều trong lòng bàn tay của tao, kể cả cái nốt ruồi son trên tai của mày đó. Quyên đã thực sự gặp quỷ rồi. Không, cô ta là một con yêu tinh mắt xanh mỏ đỏ đáng sợ nhất. Quyên tức tối, mặt mũi đỏ gay quát lên. Cô nói lung tung cái gì vậy? Cô muốn tôi báo cảnh sát hay không? Mày có giỏi thì cứ báo đi. Mày cứ yên tâm. Thông tin tiểu thư Trần Hoài Phương giả mạo cưới chủ nhân tương lai của tập đoàn Mạnh Phát sẽ đầy ắp các mặt báo ngay trong đêm nay để coi mày sẽ sống như thế nào. Cúc Hoa hả hê bỏ đi, để lại Quyên đứng lặng, mặt mũi tối đen một màu. Cái chết đang treo trên đầu cô. Cô ta đã chắc chắn 100% vào nhận định của mình. Mọi lời của Quyên đều vô nghĩa. Đám nhà báo liếu láo kia chỉ cần một kẻ tung tin, chắc chắn chuyện này sẽ ầm ĩ khắp nơi. Trên hết, đây là sự thật. Phải làm sao đây? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cô Dâu Bất Đắc Dĩ, tác giả Vũ Ngọc Hương. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.